Hello, hello, Thanh Tùng của chỗ ô tô Đồng Hải Dương khi kính chào thầy chị quý vị các bạn mình nhá. Lại là khung giờ 8:03 mỗi tối con chuột này. Em Tùng đi xin phép lên sóng báo giá cho mình về những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô Đồng Hải Dương nhá. Các bạn nhà mình đang xem buổi vi ba sóng trực tiếp ngày hôm nay, hãy cho em Tùng cũng như chợ ô tô và mối Hải Dương một vài lượt chia sẻ đi ạ. Để lan tỏa bước sóng này chim hơn. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều nhá. Vâng, chào các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, chúc cho mình một buổi tối vui vẻ này. Mong qua bước sóng livestream ngày hôm nay thì các bác mình sẽ chọn những mẫu xe ưng ý nhất hiện đang có tại chợ ô tô Đồng Hải Dương. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Nhà mình có còn những thắc mắc gì về xe cộ, giá cả, chất lượng xe hoặc là những đầu xe nào mà đang có bên em hoặc là đang muốn mua đầu xe nào với mức giá tầm bao nhiêu nhá thì cứ bình luận đi, cứ comment đi thì em sẽ được tư vấn là mình về chất lượng xe, giá cả xe các bác cùng quan tâm ạ. Quá nhiều xe đẹp. À vâng đúng rồi bác Nguyên Vũ ơi, rất là nhiều xe luôn nhá, rất là nhiều xe luôn. Chợ ô tô Đồng Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như là ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã hoạt dụng nhá. Gần 100 đầu xe luôn. Đấy, rất là tự tin để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Đấy nhà mình anh xem buổi livestream hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ cho xin vài lượt chia sẻ đi chị quý vị nhà mình ơi. Đấy để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Chào bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn nhà team của bác Trần Tuấn nhá. Chất luôn. Vâng, quá chất luôn hình ơi. Đã mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Chia sẻ hoan hỉ lên cho em xin vài lượt chia sẻ đi. Đấy, lên trang tường, lên các hội nhóm đi để lan tỏa bước sóng đi hơn. Cảm ơn rất là nhiều nhá. Vâng, cháu Đồng Hiệp vừa xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, này xe rất là nhiều luôn này. Tha hồ cho chị mình lựa chọn nhá. Ok, Avel 216 có Avel 216 nhá. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng nào thì cứ bình luận đi. Mình có Tucson 217 không? Tucson 217 thì tạm thời bên em chưa có bác Đức Dũng ơi. Đã chia sẻ mời nhóm, vâng, cảm ơn bác Đồng Nghiệp rất là nhiều nhá. Đấy, nhà mình cho em xin vài lời chia sẻ thôi. Lan tỏa bước sóng đi hơn để những anh chị quý vị làm đang có nhu cầu tìm những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã sử dụng nhá. Thì tiếp cận đến bước sóng này thì mong sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Chào Dũng đây ạ. Thì hôm nay cũng về khá số đầu xe mới cho mình lựa chọn nhá. Xe thì bán rất là nhiều. Hôm nay xe thì bán rất là nhiều rồi. Một chiếc CX này. CX đẹp nhất Việt Nam thì về Điện Biên này. Đây một chiếc Mitsubishi Zoyli thì về Nha Trang này và một chiếc i10 nữa nhá. Đấy một chiếc i10 nữa thì về thủ đô Hà Nội. Đấy cho mình cùng theo dõi cho em nhá. Vâng chào bác Đức Huân ạ, nhìn xe đẹp quá. Mai ghé qua tư vấn. Ok bác ơi, bác cứ ghé qua nhá. Để em được tổng được tư vấn thì mình ạ. Vâng chào bác Hà Mai Xuân sắc thanh ngoan này. Thì em xin phép bắt đầu buổi livestream hôm nay. Sẽ báo giá những đầu xe lần lượt mới về trước cho bác mình cùng tham khảo thêm nhá. Hôm nay thì bên em có mới về một chiếc Toyota Vớt nhá. Đời 2010 để đăng ký văn bánh năm 2011 nhá. Đấy, xe mang động cơ 1.5 số sàn bản e. Trước này thì em được gửi gia đình mình cửa tiền 210 triệu đồng thôi. Tên tư nhân, đây 19 nhá. 19 Phú Thọ đất tổ đây. Các bạn nào đang quan tâm dòng Toyota Vớt nhá, bên em khá nhiều luôn. Rất là nhiều sự chọn cho mình nhá. 210 triệu đồng thôi. Đấy, còn Vớt còn thương lượng. Vâng chào bác Quan Hiệp và Phào Chỉ nhá. Chào các anh mình nhá. Đấy Honda City tạm thời vẫn chưa có nhá. Bác mà đang quan tâm về dòng Honda City này thì có thể là để lại cho em số điện thoại hoặc là có thể là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Lao đầu về đầu Honda City nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Chào bác Nguyễn Văn Tiến nhá. Đây xin giới thiệu những mẫu xe mới về trước cho bác cùng tham khảo nhá. Hyundai Gani 10 bản đổ 2015 đăng ký bánh năm 2016 nhá. Trước này thì đang gửi dây mình cửa tiền 239 triệu đồng. Đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương. Đấy, 34 Hải Dương 4101 nhá. Bản đổ từ trang bị la răng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cùng suy điện này. Gợi đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, cặp đèn pha trang bị công nghệ, halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, cùng thêm đó là bản đổ được trang bị cả vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Trước này em đã gửi dây mình cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy. Một dòng hatchback một đầu rất là nhỏ gọn tiết kiệm nhựa này. Đấy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp dòng 35 triệu đồng nhá, giá thì còn bớt còn thương lượng cũng có thể là tham khảo thêm cho chị với mình. Vâng chào Văn Khương nhá. Hello, vâng hello Văn Khương này. Vâng chào Dũng Lê, chào Thanh Tùng ạ. Vâng ạ, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream màn hình nhá. Cho em Thanh Tùng gửi gia đình mình lời chào chúc sức khỏe cũng như một buổi tối vui vẻ nhất nhá.
để ủng hộ Thanh Tùng, để hỗ trợ ô tô Hải Dương. Gia mình vào khung giờ 8:30 nhá. Đấy, vào xem buổi live các em. Đấy, để được tham khảo cũng như để em tư vấn, cũng như trò chuyện cho mình thêm nhá. Mạng hơi kém, nhà mình đợi một xíu này, em đang xem lại mạng này. Ok, xem đường truyền lại xem nó ổn định chưa nhá, để tiếp tục báo giá về mình nhá. Nhà mình ơi, chưa phải là mạng mẽo là ok nhỉ, để tiếp tục vào báo giá là xem mình ơi. Các cháu Trần Đức Anh vào xem live stream nhá. Kia Morning màu vàng 2016 à. Ok, Kia Morning màu vàng 2016 ngay lập tức có đây nhá. Kia Morning màu vàng 2016, xe được đăng ký là bánh năm 2017, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Trước này chúng ta gửi cho mình cửa tiền là 195 triệu đồng nhá. 195 triệu đồng. Đấy, bản bay được độ lên la sáng đúc phay rồi. Có cam lùi cao hành trình, màn hình cỡ lớn đấy. Nội thất ghế da điều hòa năng lạnh hai chiều nhá. 195 triệu đồng thôi. Các bác ở Hải Dương này, trước này thì còn hỗ trợ trả góp gia đình mình nhá. Vâng, ghét 2010 có ghét 2010 có ghét 2010 này. Ok bác Đỗ Đức Dũng nhá, cảm ơn gia đình mình nhá. Đấy, mạng mẽo này thì mày nhà mình cứ ý kiến nhá, em chỉnh lại đường truyền một xíu này cho bác cùng tham khảo nhá. Ghét thì khá nhiều luôn nhá, ghét thì khá nhiều, em sẽ tư vấn thêm cho mình này. Ghét nhá thì nhà mình tham khảo xem mẫu ghét này. Hyundai Ghét 2010 bản đồ 1.1. Chiếc này thì em được gửi cho mình cửa tiền là 155 triệu đồng nhá. Một trăm năm mươi năm đồng, tên tư nhân 30 triệu đô đây. Đấy, máy số keo chỉ sơn si cực chất luôn. Đấy, bản nhập vô lăng túi khí 155 triệu đồng nhá. Đấy, mang về là chỉ việc đi thôi, chỉ việc sử dụng. À rẻ thế à, vâng, cảm ơn rất nhiều nhá. Giá cả thì hợp lý thôi nhá. Đấy, giá cả thì hợp lý thôi. Làm sao để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và giá cả một cách hợp lý nhất nhá. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Cảm ơn những lượt chia sẻ, lượt thả like, thả tim cho mình rất là nhiều này. Ghét thì bên em rất là nhiều luôn nhá. Ghét thì bên em rất là nhiều luôn. Em sẽ tư vấn cho vài đầu ghét luôn. Một cái dòng xe gọi là nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ nhất gửi cho mình này. Đây ạ, tiếp tục cho gửi bác này. Hyundai Ghét 2010. Đấy, động cơ 1.1 nhập Hàn nhá, tên tư nhân 98 Bắc Giang đây. Chiếc này thì đang gửi cho mình cửa tiền 155 triệu đồng nhá. Đấy, cái dòng ghét này lanh quanh bên em thì chỉ tầm 150 thôi nhá. Chỉ có tầm 150 thôi để gửi cho mình này. 1.1 số sàn nhập Hàn. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài đến tận tháng 4 năm 2023 cơ. Đấy, dòng ghét này là dòng anh dòng chị của những chiếc Hyundai i10 đây. Các bạn cùng tham khảo xem nhá. Tiếp tục này, Hyundai Ghét 2010 nhá. 1.1 số sàn, tên tư nhân, 34 Hải Dương, chứ không dịch vụ taxi. 165 triệu đồng thôi, gửi cho mình. Đấy, đèn pha bình cầu, đèn cầu phá siêu tiêu chuẩn, lốp nắp đẹp. Đấy, về trả chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. Chào bác chuyên Bùi Quang, chào bác Tiến này, chào bác Toàn Tít này, chào bác Thanh Quan nhá, chào toàn thể chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, các bác đang xem buổi livestream đây nhá. Hoan hỉ chia sẻ cho em thật nhiều lên gia đình ơi. Đấy, để được bớt, để được thương lượng, để được giảm giá sâu với đầu xe hiện đang có bên em ạ. Thì với lúc đầu buổi livestream này em thấy bác là phải Avel nhỉ. Avel thì bên em còn trước này bác ơi. Đấy, Avel 2016 luôn này. Chevrolet Avel 2016 số sàn, động cơ 1.5 nhé. Trước này đang gửi ra mình cửa tiền tham khảo là 215 triệu đồng rồi. Bao rút hồ sơ nhá, không rút hồ sơ giảm được 5 triệu đồng nữa. Đấy, tên tư nhân 15 Hải Phòng này. La sáng đúc phanh nghĩa chống bó cứng 2S. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều nhá. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này. 215 triệu đồng. Xe đan đầu phân khúc hạng B đấy. Giá chỉ hơn con Morning một xíu thôi, gửi ra mình nhá. Tiếp tục nhá, lại một sản phẩm bên nhà Chevrolet nữa thì mình cùng tham khảo cho em này. Chevrolet Vivante 2009 đó. Đấy, xe được đăng ký lên bánh năm 2010. Ở trước này thì mang động cơ 2.0 số sàn nhá. 2.0 số sàn. Đấy. 7 chỗ gia đình tầm trung thôi mà chỉ có 160 triệu đồng nhá. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng, còn tham khảo sâu được cho gia đình mình này. Đấy. Các bác ơi đang xem buổi livestream hôm nay nhá, cho em gửi lời chào lại gia đình mình. Đừng quên cho anh lượt chia sẻ nhá, lượt like, lượt thả tim. Cảm ơn đại gia đình cho ô tô đầu của Hải Dương nhà mình rất là nhiều nhá.
Thì ở phía này xin giới thiệu chị Quy Bình nhá. Đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Kia Morning 2008 nhá. Động cơ 1.0 1.0 số sàn bản đồ nhá. Xe trang bị la giá gốc, phanh nghĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, một dòng xe gọi là nhỏ gọn, tiết kiệm điện nhá. Bản đồ được trang bị vô lăng túi khí rồi, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Nội thất bên trong cực đẹp luôn nhá. Đấy, màn hình Android này. Đấy, cam lùi cam hành trình đấy. Nội thất màu đen rất là đẹp này, rất là sang trọng nhá. Đấy, các bạn nào đang quan tâm một dòng xe đang quanh chỉ hơn 100 triệu tí thôi, 145 triệu đồng nhá, cho chiếc Kia Morning này nhá. Đấy, còn bớt có thương lượng, máy số, keo chỉ sơn xịt cực chất. Đấy, nội thất rất đẹp rồi. Vios 2011 à? Ok, có Vios 2011 nhá. Để em chiếc xe, để em xem chiếc Vios 2011 nó là một góc nào thì em tư vấn nào. Các bạn ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, chia sẻ hoan hỉ thật nhiều lên cho em đi. Đấy, để lan tỏa bước sóng livestream hơn. Các bạn nhà mình còn có thắc mắc về sản phẩm nào nhá, hoặc là tầm tiền bao nhiêu mua xe nào này, thì cứ bình luận lại cho em Tùng để em được tư vấn cũng như là trò chuyện với gia đình mình. Và Innova 2011 nhá. Đấy, cửa tiền hơn 300 một xíu thì bác mình quan tâm cho em này. Toyota Innova 2011 315 triệu đồng thôi. 2.0 số sàn bản đen. Tên tư nhân 15 đây. 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Đấy, xe này trang bị la giăng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Bản G xịn. Đấy, bản G xịn người dân mình nhá. 315 triệu đồng. Còn bớt có thương lượng, còn dòng sâu. Chắc Đinh Văn Điện này, chắc Dũng Lê này. Đấy, chào bác Trần Hằng nhá. Chào toàn thể chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, thì để ủng hộ chỗ ô tô Hải Dương, cái mình hãy đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc mình có nút chia sẻ đi, để lan tỏa bước sóng này hơn nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chào Hiền Muội nhá. Chào bác Đỗ Công Xuân nhá. Các bác nào vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, đấy thì hãy đừng quên cho xin một nút like, một nút theo dõi kênh nhá. Cảm ơn bác rất nhiều này. Toyota Vios 2017 1.5 số sàn bản đen nhá. Trước này em đang báo giá thì mình cửa tiền 385 triệu đồng thôi. Tên tư nhân, đấy, tên tư nhân 14 đây, 14 đất Thang, đất Quảng, Quảng Ninh đây. Màu đen rất đẹp này. Thì trang bị la giăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cổ xịn. Đăng ký đăng kiểm dài nhá, đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn, đến tháng 12 năm 2023. Đấy, các bác nào đang muốn chọn mình một chiếc xe 5 chỗ này, phải đi gia đình cực tốt luôn. Đấy, rất là bền, rất lành này. Đã đưa dịch vụ thì rất là tiết kiệm nhá. Đấy, một sự chọn vô cùng hoàn hảo luôn. Vô lăng ba chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình Android cỡ lớn rồi nhá. Cam lồi cam hành trình có sẵn. Và chỉ việc đi thôi, chỉ việc khai thác thôi. 385 triệu đồng. Toyota Vios màu trắng 2017 bản E nhá. Chiếc này đời khá là cao nên có hỗ trợ giả góp cũng như là bao rút hồ sơ thì mình nhá. Đấy, bác mình tham khảo cho em đi. Đây, tầm ở phía đằng này thì rất nhiều gọi là Vios cho bác cùng tham khảo này. Đấy nhá, chiếc này thì 2016 Toyota Vios màu vàng cát nhá. Đấy, độ lên hai giải màu rồi, mây bách, phong cách mây bách rất đẹp. La giăng đúc, đấy, đèn gầm phá xương, đèn pha bi cầu. Xin nhan trên gương nhá, bản E xịn. Em Tùng đang bán với cửa tiền 365 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là hỗ trợ ship xe cho mình được nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng Vios này, bên em có chiếc 16 này, 17 này, còn chiếc 15 nữa thì trong buổi livestream này thì em sẽ báo giá cho mình nhá. Vâng, chắc Đức Chính đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Chào bác Tường Bùi, chào Đỗ Công Suất, chào Hiền Muội nhá. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Anh đang học bằng, khi nào được bằng thì qua qua. Ok bác ơi nhá. Đấy, bác Hiệp Phạm Chỉ ơi, bác đang học bằng đúng không? Đấy, thì nào mà anh có nhu cầu thì anh cứ qua với Thanh Tùng của chỗ tôi ngoài Dương nhá. Còn rất là nhiều xe đẹp để phục vụ nhu cầu anh. Có i10 hatchback AT hatchback màu trắng không? i10 và số tự động thì tạm thời bên em chưa có bác Tường Bùi ơi nhá. Đấy, i10 số tự động tạm thời bên chưa có ạ. Bác mà đang quan tâm dòng số động và tầm hatchback này thì bên em đã có Kia Morning thôi. Đấy ạ. Chào bác Nguyễn Tiến Thành này, Vios thế nào ạ? Đây, Vios thì vừa em vừa báo giá hai chiếc nhá. Chiếc 2017 số sàn bản E. Đấy, 385 triệu đồng. Và chiếc 2016 cũng số sàn bản E, 365 triệu đồng nhá. Đều bản E xịn. Đấy, bản E xịn hai chiếc thì anh quay tầm nhô 3 đồng 6, 3 đồng 7 với gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Phúc Đức này. Chào toàn thể anh chị mình đã xem buổi livestream này nhá. Anh nhà mình mà đang có nhu cầu nào hoặc là cần tư vấn như nào nhá thì cứ bình luận đi để em được tư vấn cho gia đình mình nhá. Thì ở giữa hai chiếc Vios đến từ Nhật này thì em xin giới thiệu mình một dòng xe đến từ Hàn nhá.
Kia Seto 2017. Đấy, số động, động cơ 1.6 nhá. Chiếc này thì em đang gửi cho mình cửa tiền là 485 triệu đồng nhá. Bản 1.6 AT bản full. Đấy, trang bị rất nhiều option luôn. La sang đúc zin luôn bản theo xe, phanh điện chống bó cứng nga bét. Đấy, giải đèn đắt bị nghị ban ngày. Đấy, đèn pha bi cầu. Bốn mắt cảm biến chống va chạm đồ đuôi nhá. Đấy, những cái option gọi là an toàn nhất giúp anh chị mình di chuyển này. Xin nhan thì dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cùng xe điện. Bản full thì được trang bị thêm cả option cửa sổ trời panorama đây. 485 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô Đồng Ngoại Dương. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là sẽ hỗ trợ gia đình mình các bác nào mà chưa có bằng này hoặc là bỏ tay lái chưa cứng nhá. Đấy thì sẽ ship xe gia đình mình. Xe này trang bị được vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy. Các nút điều khiển như cruise control này. Điều chỉnh âm lượng, nghe gọi rảnh tay nhá. Đấy, gảy số thể thao 485 triệu đồng, có đèn đầu sáu tao tốp rồi. Đấy, màn hình thì zin của hãng này, điều hòa hai vùng đồng lập nhá. Một chiếc sedan đầu phân khúc hạng C, cực là nhiều option gửi cho mình luôn, 485 triệu đồng. Còn bớt, vâng, hello bác Đức Chính nhá. Chúc bác Đức Chính buổi tối vui vẻ này, chào Quan Thanh này, chào Phúc Đức này, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô Đồng Ngoại Hải Dương nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều này. Hey Solo Lily, ok, hey Solo Lily, bác Đức Chính này, cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Chia sẻ thật mạnh lên, thật tiếng lên, chào tụng đi bác Đức Chính ơi. Tiếp tục báo giá cho mình ở những mẫu gọi là sedan hai đầu nhá. Đấy, lanh quanh tầm hơn 200 triệu thôi. Kéo máy lên tí hơi chẳng vậy. Ok bác Thắng phụ hôi, đây để em sẽ chỉnh máy cao một xíu này. Đấy, cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Nhà mình còn những gì mà chưa nghĩ thì cứ bình luận cứ comment nhá. Để em Tùng xử lý cho này mình ạ. Ok nhá. Chevrolet Cruze nhá. Chevrolet Cruze 2012, đăng ký bánh 2013 nhá. Trước này thì em đang gửi ra mình cửa tiền tham khảo là 235 triệu đồng thôi. 1.5 số sàn đấy. Xe là phân khúc hạng C, là sáng đúc phải địa chỉ bọc cứng ngang biết này. Đấy, một dòng xe đến từ Nhật này. Đấy, rất là dài xe, rất là trường xe nhá. 235 triệu đồng. Bài ớt biển màu vàng này, bản G. Giá chốt nào đi bác. Đấy, trước đó thì em đang gửi ra để mình cửa tiền 500 triệu đồng tròn nhá. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp này. Đấy là bác Trường Bùi nhá. Đấy, bác Trường Bùi mà chốt được trên livestream ngày hôm nay nhá, giảm cho bác được 10 triệu nữa là 490 triệu đồng tròn nhá. Vẫn bao rút hồ sơ đấy và hỗ trợ ship xe cho bác Tường Bùi nhá. Đây, chiếc Vios số đậm đến đâu nhỉ? Để em xem làm góc nào để em tư vấn lại một lần nữa cho anh chị quý mình cùng tham khảo này. Đây. Đây, con này đúng không bác Tường Bùi ơi? Nhá. Tên tư nhân nhá, ba từ Hải Dương như một chủ từ đầu nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Thấy bao zin bao test hãng luôn. 490 triệu đồng nếu một chốt được trên sóng live stream ngày nay nhá. Đấy, giả 10 triệu đồng, còn 490 vẫn bao rút hồ sơ như thường. Đấy. Chào bác Lê Ngọc Nhạ, cháu Đỗ Thành Nhơn, cháu Lam Phương nhá. Chào đại gia đình mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay rất nhiều ạ. Cảm ơn các bác đang xem buổi live stream ngày hôm nay nhá. Đấy, để đồng hành cùng chợ ô tô Đồng Ngoại Hải Dương để ủng hộ em này. Hãy cho em xin những nút like, nút chia sẻ đi gia đình ơi. Đây, tiếp tục này, báo giá chị quý mình này. Một dòng xe nữa form dáng lên thì nhá, Ford nhá. Đấy. Ford Everest 2012 số động 2.5 một cầu máy dầu nhá, màu đen. Chiếc này đã được gửi cho mình cửa tiền là 435 triệu đồng thôi. Tên tư nhân đấy, 19 Phú Thọ đất tổ đây. Bản bản này bản limited, bản đặc biệt nhá, bản đặc biệt nhập Mỹ. Đấy thì được trang bị la sơ lốc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cùng xe điện. Đấy. Cảm biến cân bằng điện tử, hỗ trợ đè lổ ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Đấy, một dòng xe gọi là gầm cao máy thoáng đến từ nhà Ford này, rất là chất Mỹ này, to ca đàn hồi nhá. 435 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp. Bác nào yêu thương nữa này, vẫn hỗ trợ ship xe như thường luôn. 435 triệu đồng, Ford 2012 số động. Đấy, một cầu máy dầu nhá. Đó là 7 chỗ từ Ford này, 7 chỗ từ Mỹ này. Chào Phạm Chính này, chào Nguyễn Tuần nhá. Chào bác vừa vào xem buổi livestream đây ạ. Thì ở phía này có rất nhiều Innova rồi nhá. Đấy em ok Thanh Tùng chào nhé. Vâng ạ, chào bác Phạm Chính nhá. Đấy thì đầu này rất là nhiều Innova luôn, em xin giới thiệu một dàn Innova luôn cho mình cùng tham khảo nhá. Toyota Innova bản G màu đen, đấy, 2006 nhá. Máy số keo chỉ sơn xịn cực chất luôn, về là chỉ việc đi thôi.
Con này thì em đang bán với cửa tiền 230 triệu đồng, bao rút hồ sơ. Không rút hồ sơ giảm 5 triệu nữa, còn 230 cho ăn. Đấy, bản G xịn 206 nhá, đời đâu. Tiếp tục này. Toyota Innova 2015 bản E, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Đỏ đây. Bản E thì đã được trang bị la răng đúc rồi, phanh đĩa chống bó cứng 2m. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. Đời rất là cao, 2015 bản E. 395 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ, hỗ trợ trả góp. Bao nào mà cần thiết nhá, vẫn hỗ trợ xin xe tận nhà luôn. 215 bản E số sàn 2.0. 395 triệu đồng. Đấy. Còn rất nhiều đầu xe nhá, cháu Đỗ Huân này. Đây đầu này thì rất là nhiều Innova thôi nhá. Ủa chết rồi. Lấy lại kia lại chỗ điện pin rồi. Có pin. Tiếp tục nhá. Toyota Innova bản G nhá, chiếc này 206 đời đầu. Đấy, tên tư nhân công dịch vụ taxi. 235 triệu đồng gửi các bác nhà mình nhá. Đấy, Innova cực nhiều luôn. Riêng tầm Innova bản G này, bản full kịch cực là nhiều luôn nhá. 2008 bản G. Đấy. Con này bản G 208 nhá, đăng ký bánh 210 cơ 2.0 nhá. 258 triệu đồng. Đang được bán ở chỗ ô tô ngoài Dương này. Đấy, Innova nhiều như dạ luôn nhá. Đấy. Riêng mà cái tầm Innova mà chọn lúc này thì rất là nhiều luôn. 38 Hà Thanh quê mình đây, Innova 206 màu đen. Đấy, gửi đến gia mình cửa tiền cùng tham khảo 236 triệu đồng. Bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ giảm được 5 triệu nữa. Còn 231 triệu đồng nhá. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn ra sâu. Innova 208 bản G nhá. Đấy. 4 số 1 chủ từ đầu. 265 triệu đồng. Đấy, riêng Innova rất là nhiều luôn nhá. Riêng Innova bản G rất là nhiều luôn. Các bác mình quan tâm nhá, hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line 0343540999 hoặc 0347701777 đang tư vấn và làm giá một cách sát nhất nhá. Thì ở phía này này, đấy, lạc giữa một cái rừng Innova xin giới thiệu mình này. Ford EcoSport 2017 1.5 số tự động nhá, bản Titanium bản đặc biệt. Trước này thì em gửi ra mình cửa tiền là 450 triệu đồng thôi. Đấy, 450 triệu đồng nhá. Đời cao, máy số keo chỉ thì bao zin. Đấy, động cơ 1.5 số tự động nhá. Tên tư nhân 34 Hải Dương đây. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài. Bản Limited thì được trang bị cả cửa sổ lóc 3 lô lam 2 này, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m nhá. Gương kính cụp xử điện, đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2023 nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho anh chị quý vị thân mình ạ. Đấy. Thì cái hàng cuối cùng này thì em đã báo giá hết rồi này. Không biết là các bác nhà mình đã chốt được mẫu nào chưa, đã ưng được mẫu em nào chưa nhá. Thì em Tùng được xin phép là đổi vị trí. Đấy, để báo giá tất cả đầu sản phẩm hiện đang có bên em. Đấy, số lượng sản phẩm rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn đấy. Thì các bác nhà mình mà đang quan tâm sâu sòng sản phẩm nào này thì cứ bình luận, cứ comment nhá, để em được tư vấn và được báo giá sâu hơn cái đầu sản phẩm em đang có mình. Bác làm đang quan tâm những mẫu hatchback một đầu này. Đấy, số động này, tham khảo cho em chiếc này đi. Kia Morning 2010 nhé, 2010 số tự động, động cơ 1.0 máy eco bản đủ, được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m này, xi nhan trên gương, gương kính cụp xử điện. Đấy, độ lên cặp đèn pha bi cầu cực đẹp luôn. Chiếc này thì đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 3 năm 2023 cơ. Em bán với cửa tiền các bác mình cùng tham khảo là 235 triệu đồng nhé. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, vô lăng 4 trống túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn nhá. 235 triệu đồng cho mẫu Kia Morning bản SX bản đủ này. Đấy, điều hòa tu cần số rác rồi nhá. Đấy, giá thì còn hớt, còn thương lượng, còn ra đồng đường lửa cho đây mình ạ. Đấy, nội thất cực đẹp luôn. Đấy, cửa giả đóng rất là chắc chắn này. 230 triệu đồng nhá. Chào Đặng Việt ạ. Chào Phong Hà, chào Đỗ Huân nhá. Chào toàn thể chị mình đang xem buổi livestream này ạ. Thì ở phía này nhá, lại tiếp tục gửi cho mình này. Hatchback một đầu nhá. Hyundai Grand i10 2016 đăng ký là bánh năm 2077 nhá. Trước này thì đang báo giá cho mình cùng tham khảo cửa tiền là 255 triệu đồng thôi. Đấy, 1.0 số sàn bản đủ, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất, vô lăng túi khí tích hợp các điều khiển trên vô lăng nhá. Các bạn mình ơi, đang xem buổi livestream hôm nay này. Đấy, các bạn đâu hết rồi nhỉ? Xem buổi livestream hôm nay, chia sẻ thật nhiều đây, hoan hỉ thật nhiều cho Tùng nè, để lan tỏa bước sóng live stream về hơn, để những anh chị quý vị nào trên ba miền tổ quốc nhá, đang có nhu cầu tìm dòng xe cũ nhá thì đến với Thanh Tùng đi, đến chợ ô tô đầu mối để xem xe, để được tư vấn, để tham khảo cho mình những mẫu xe ưng ý và đẹp nhất nhá.
Đấy, Y12 16 255 triệu đồng thôi. Đấy, cực chất cực đẹp luôn, tên tư nhân không dịch vụ taxi. Chào bác Nguyễn Công Dũng, chào bác Hoàng Ngoại nhé, chào Đại Đình mình. Đấy, em xin giới thiệu cái máy này trước. Cái máy này trước mình cùng tham khảo nhá. Hyundai Grand i10 nhá. 2014 đây. Số sàn bản đổ tên tư nhân 30 Hà Nội phố nhá. Trước này nó báo giá cửa tiền nhà mình là 235 triệu đồng thôi. 235 triệu đồng nhá. Bản đổ 2014 số sàn 1.0. Đấy, giá thì còn mốt còn thương lượng, đăng ký đăng kiểm cực dài luôn. Đến tháng 4 năm 2023 nhá. Đấy, về chỉ đi điều chỉ sử dụng i12 14 230 triệu đồng. Cạnh mẫu i12 2014 rồi này. Tiếp tục gửi bác nhà mình nhá. Kia Morning 2010. 2010 145 triệu đồng. Đấy. Đăng ký đăng kiểm rất là dài luôn, đến tận tháng 3 năm 2023 cơ. Một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm điệu nhá. Giá chỉ hơn 100 triệu một chi hữu thôi. 145 triệu đồng. Đấy, bản đổ vô lăng túi khí nhá. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng mình. Các bác nào đang quan tâm đến dòng xe tập lái này. Các bác nào đang quan tâm dòng xe tập lái nhá. Về tránh mưa tránh nắng hơn 100 triệu thôi. Tham khảo cho em tùm chiếc này nhá. Morning 2010 bản đổ 145 triệu đồng. Cho Kiên Vũ Trung này, cho Phạm Huy Trái, cho Trần Thu này, cho Hoàng Ngoại, cho Đại Đình nhá. Thì em xin tiến sâu đến góc này đây để báo giá ở mép này trước cho mình cùng tham khảo này. La City 2008 nhá. Trước này thì em đang báo giá về cửa tiền 120 triệu đồng thôi. Tên tư nhân 36 Thanh Hóa đây, quê hương Hùng dân tộc nhá. 120 sedan đầu màu đen. Đấy, tránh mưa tránh nắng này, đi cực đẹp cực chất luôn. Đấy, tham khảo đây, giá thì còn bớt còn thương lượng đấy, chứ không phải là nói thế là bán thế. Giá thì còn bớt còn thương lượng, còn ra lộc sâu cho đại gia đình chỗ tôi đúng không anh mình nhá. Toyota Altis nhá, 2003, 1.8 số sàn. Đấy, tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây. Trước này thì em đang báo giá mình cùng tham khảo thêm là 189 triệu đồng nhá. Sedan hai đầu phân khúc hạng C, đến từ nhà Toyota nhá. Altis 2003. Đây, tiếp tục về SX nhá. Góc này thì rất là nhiều Kia Morning SX luôn. Đấy, bản đồ full kịch để dành mình này. 215 triệu đồng thôi. Đấy, số động 1.0 nhỏ gọn, tiết kiệm điện, cực bền cực lành luôn, về chỉ việc đi thôi. La xăng đúc này. Đấy, vô lăng tối khí này, cao lùi cao hành trình đầy đủ nhá. 215 triệu đồng. Đấy, báo giá lần lượt đầu sản phẩm cho anh chị của mình cùng có thể dễ tham khảo nhất nhá. Kia Morning bản Sport 2010, đăng ký và đăng bánh năm 2012. Máy eco động cơ 1.0 nhá. Trước này thì em đang báo giá là mình cửa tiền 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng nhá, còn bớt còn thương lượng, còn ra lọc sâu cũng như là hỗ trợ ship xe được cho mình nhá. Chắc Trần Hải Băng, chào bác Kiên Vũ Trung, chào Phạm Huy Tráng, chào thần Trần Thu này, chào các bác đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, để ủng hộ cho ô tô đồng Hải Dương nhá. Các bác thì mình hãy cho xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube cũng như thành viên chính thức của cho ô tô đồng Hải Dương để không bỏ lỡ những video cũng như là những buổi lên sóng như này nhá. Đấy, và khung giờ vàng này thì tiếp tục giảm giá mình 10 triệu đồng trên một đầu sản phẩm nhá. Thì vào tối chủ nhật hàng tuần bên em có giao lưu phát quà nhá, để gửi gia đình mình những phần quà yêu thương nhất. Đấy, như là nước hoa, bánh đậu xanh, đấy cũng như là dầu nhớt nhá. Tiền mặt thì cũng có để tri ân toàn thể khách hàng gia đình mình. Chào Thắng Trần Văn ạ. Đấy, thì ở phía này xin giới thiệu anh chị quý vị mình này. Kia Morning SX 2009, đăng ký là bánh 2011 nhá. Trước này thì em đang báo giá với cửa tiền 228 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ thì còn giảm 5 triệu nữa là 223 triệu đồng. Tên tư nhân nhá, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Hồng Đỏ này. Là giám đốc Hoa Ngoài 4 bánh, có phanh điện chống bột cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cục diện. Đăng ký đăng kiểm rất là dài, đến tháng 12 năm 2022 nhá. 228 triệu đồng. Gửi đến các bác mình này. Đấy, báo giá, xin báo giá lần lượt luôn cho các bạn cùng dễ tham khảo nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu tìm dòng xe nào này thì cứ bình luận đi, cứ comment đi, em tư vấn thêm cho nhá. Toyota Vios 2010 nhá, 2010 bản E, 195 triệu đồng thôi. Tên tư nhân 30 hạ số đây, 30E32638, điểm rất đẹp luôn nhá. 195 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn thương lượng, còn làm sao mà giảm giá kịch sàn cho anh chị của mình cứ quan tâm với xe được mua nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn, rất là nhiều xe luôn mình này. Chào bác vừa xem buổi livestream nhá, chia sẻ hoan hỉ thật mạnh lên cho Tùng đi gia đình ơi, lan tỏa bước sóng livestream hơn nhá.
Thì hôm nay bên em có một chiếc Vios nhá. Có một chiếc Vios mới về này. Bản E2008 nhá. 205 triệu đồng thôi. 1.5 số sàn tên tư nhân. Đấy, không dịch vụ taxi nhá. Cái dòng Vios này dạo này bên em về rất là nhiều. Một dòng gọi là lời đồng cuối đáp công dân bền bỉ tiết kiệm điện nhá. Đăng ký đăng kiểm khá là dài. Tháng 1 năm 2023. Đấy, nội thất thì đẹp rồi. Nội thất đẹp sơn xin chất nhá. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Vios 2008 nhá. 205 triệu đồng gửi các anh như mình. À thì về lần này đâu, em báo giá sót một chiếc này. Đây trong góc này thì báo giá sót một chiếc nhá, em sẽ báo giá tiếp này. Các bác nào đang quan tâm ở dòng xe ngoại nhập nhá. Một dòng xe ngoại nhập, quan tâm cho em tổng chiếc này đi. Hyundai Santa Fe 2007, hai cầu điện máy xăng nhá. Máy số keo chỉ của chiếc này em vẫn bao zin lên mình như thường, bao zin. 207 Hyundai Santa Fe. Đấy hai cầu điện. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá siêu tiêu chuẩn. Hỗ trợ đề đổ ngang dốc đấy, hỗ trợ đổ đèo cũng như là cảm biến cân bằng điện tử được trang bị sẵn rồi nhá. 207 triệu đồng gửi đến anh chị quý vị cho mình nhá. Đấy, góc này hết xe rồi. Đó, tiếp tục di chuyển này. Tiếp tục di chuyển để báo giá này mình có thể biết được những đầu sản phẩm hiện đang có cho ô tô Nguyễn Dương nhá. Chào bác Trần Hải Băng, Mazda DA 2017 có không? Mazda 2017 thì tạm thời bên em chưa có rồi bác Trần Hải Băng ơi. Đấy bác đang quan tâm dòng Mazda 2017 thì có thể để số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em Tùng được gọi là tư vấn cho tham khảo mình về đầu xe khác, hoặc là lao cái đầu Mazda 2017 về thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác Trần Hải Băng nhé. Thì hôm nay xin giới thiệu anh chị quý vị mình này, Innova nhé, 2009 số sàn tên tư nhân, biển 4 số 1 chỗ từ đầu nhé, không dịch vụ taxi, cam kết gia đình mình nhé. Đấy 2009 bản G, em vẫn cam kết bao di luôn nhé, vẫn bao di được mình về đầu sản phẩm này. 295 triệu đồng. Đấy còn bớt còn thương lượng nhá. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy lộ thất cực chất cực đẹp luôn, bản G 2.9 nhá. 295 triệu đồng gửi anh mình. Đấy còn cực nhiều xe luôn nhá. Còn cực nhiều xe gửi mình. Đấy với những dòng gia đình này, dòng gia đình 5 chỗ này, đấy hoặc là 8 chỗ gia đình này. Thì tiếp tục nhá, xin giới thiệu cho mình nhá. 7 chỗ đến từ Mỹ đây. Ford Everest 2007, đăng ký là bánh năm 2008 nhá. Trước này hiện đang báo giá thêm cho mình cửa tiền là 215 triệu đồng thôi. Máy xăng nhá. Đấy, máy xăng 2007. 215 triệu đồng. Đấy, màu đen, đấy 7 chỗ đến từ Mỹ đây. Máy số keo chỉ sơn xi cực chất luôn, và chỉ việc đi được, chỉ việc sử dụng thôi. Không phải lăn tăn nghĩ ngợi gì đều gì thêm nhá. Đấy, nội thất rất đẹp rồi. Đấy các bác mình vừa xem buổi livestream hôm nay nhá. Cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đồng Hải Dương đi, để không bỏ lỡ những buổi lên sóng báo giá này. Đấy với khung giờ thân thuộc là 8:30 nhá. Giảm 10 triệu một đầu xe cho chị mình cùng tham khảo luôn ạ. Vâng, chào bác Lam Linh này, chào Huy Viện, chào Trần Thắng nhá. Chào bác mình vừa xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy buổi tối này thì em cũng xin phép gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi nhá, để lên sóng báo giá này. Các nào quan tâm sâu về đầu xe nào nhá thì cứ bình luận, cứ comment đấy để em được báo giá sâu hơn, để gửi ra mình những hình ảnh, những video chi tiết nhất về đầu sản phẩm đang có nhá. Đấy các bác nhà mình ơi, ai đang quan tâm những dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng này, tầm hơn 100 triệu thôi, tham khảo cho em chiếc này nhá. Gentra 2009 đăng ký là bánh 2010, động cơ 1.5 nhá. Trước này thì em đang báo giá thêm rồi mình cửa tiền cùng tham khảo là 120 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ còn cực chất luôn, điều hòa Z. Đấy về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Cam lồi cam chỉnh thì có sẵn rồi nhá. Kenza 2.9 120 triệu đồng gửi các bác như mình này. Chào các anh Lam Đinh này, chào Trần Thăng này. Giá yêu thương xe lại báo quá chuẩn. Vâng, cảm ơn bác Trần Thăng rất là nhiều này. Thành mẫu Kenza 2009 rồi. Tiếp tục gửi cho mình nhá. La Chetti Slick bản SE 2010. Chiếc này xem đang báo giá mình cửa tiền 250 triệu đồng thôi. La răng đúc vô lăng túi khí. Đấy. Cam lùi cam hành trình, đầy lỗ sờ ta top cũng như là có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi nhá. 250 triệu đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn giao độc sâu. Đấy thì cái máy này em báo giá khá khá rồi. Thì vừa rồi em đã báo giá hơn 50 đầu sản phẩm rồi nhá. Hơn 50 đầu sản phẩm rồi. Đấy còn tầm hơn 400 đầu sản phẩm nữa để phục vụ cho mình. Mong là qua bước sóng này thì các bác đã tiếp cận được những mẫu xe mình ưng ý nhá. Cảm ơn các bác đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Chào bác Hậu Lưu Thành, chào bác anh Nam Đình.
Mitsubishi Jolly 2004 đăng ký năm bánh 2006 nhá. Đấy, trước này em đang báo giá mình cùng tham khảo là 125 triệu đồng thôi nhá. 125 triệu đồng, tên tư nhân, 3 Hà Nội phố đây, la răng đúc. Đấy, có phanh đĩa, cả phanh đĩa hai bánh trước và phanh tăng chống hai bánh sau nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài đến tháng 12 năm 2022 này. Vô lăng 4 chấu, túi khiên bàn trên vô lăng nhá. 125 triệu đồng thôi. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng, còn ra lộc sâu đại đình mình nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi cực chất cực đẹp luôn. 120 triệu đồng cho ba mình cùng tham khảo này. Mười bảy Thái Bình quê lúa Toyota Vios 2009 đăng ký năm bánh năm 2010, một chiếc này mới về bên em nhé, bản e xịn, tên gia đình. Đấy, không dịch vụ taxi, em Tùng đang báo giá với cửa tiền 233 triệu đồng thôi. Đấy, cam rồi, cam hành trình đầy đủ rồi, máy số keo chỉ còn cực chất cực đẹp nữa. Đấy, cái dòng Vios dòng lành, dòng bền bỉ đấy bên em giờ về khá là nhiều. Đấy, cái dịp cuối năm rồi để phục vụ nhu cầu cơ bản nhất này, tránh mưa tránh nắng cho gia đình mình nhá. 233 triệu đồng. Đấy, còn bớt, còn ra độc sâu thêm cho mình nhá. Các bác thì mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá, đừng quên cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube cũng như fanpage chính thức của ô tô đồ Hải Dương để không bỏ lỡ những video xuất hiện sản phẩm tiếp theo nhá. Cảm ơn các bác nhà mình rất là nhiều này. Mitsubishi đấy, Outlander 2016 số động 2.0 màu xám đá đây. Trước này thì em đang báo giá mình cửa tiền tham khảo 556 triệu đồng nhá. 556 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Chiếc này hồ sơ cầm tay rồi, hồ sơ đã cầm tay nên thủ tục sang tên đổi chủ mới miền mới trong ngày thôi. 556 triệu đồng Mitsubishi Outlander 2016 nhá. Đấy, xe cộ rất là nhiều này, xe cộ thì rất là nhiều, giảm giá kịch sàn rồi. Đấy, nhà mình hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những mẫu xe ưng ý vào khung giờ này đi. Cảm ơn các bác nhà mình rất là nhiều nhá. Tiếp tục này, các bác nào đang quan tâm những đầu xe mà gọi là sedan này đầu thôi, nên quanh 160 này, tiết kiệm nguyên liệu này, tập lái tránh mưa tránh nắng nhá. Đấy, ASEAN 209 số sàn 1.4 nhập Hàn. Trước này thì em đang gửi nhà mình cửa tiền là 165 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ. Đấy, tên tư nhân, 14 Quảng Ninh đây. Đấy, không dịch vụ taxi nhá. Máy số cực chất luôn và chỉ được đi thôi, chỉ được sử dụng thôi. Chào Nguyễn Văn Long, chào Lê Thành Đạt, chào Hậu Lưu Thành nhá. Chào các bác nhà mình nhá. Các bác mình đang xem buổi livestream ngày nay. Đấy thì đừng quên cho em xin vài lượt chia sẻ đến các bác nhà mình ơi. Hyundai Grand i10 2018 nhá. Đấy, 2018 đời cao. Máy số cao chỉ sơn xi luôn. Hồ sơ cầm tay rồi. Con này biển gốc Bắc Giang nhá. Biển gốc là quê hương Bắc Giang đây. Xe để trang bị la xăng đúc. Đấy, sơn xi đẹp, máy số cao chỉ chất nhá. 305 triệu đồng. Đấy, đời cao vẫn bao rút hồ sơ cũng như là bao rút hồ sơ như là vận chuyển xe mình như thường luôn. i10 bản đủ tầm hơn 200 có không à? Đây, i10 bản đủ tầm hơn 200 đây, thì bác tham khảo cho mình đi. Bác Lam Đinh ơi, i10 bản đủ 2014 nhá. i10 bản đủ 2014 235 triệu đồng. Đấy, tên tư nhân 30 Hà Nội phố đây. Đấy, chiếc này em đang gửi kiểu tầm 235 triệu đồng nhá. 1.0 bản đủ đấy nhá, bác Lam Đinh nhá. Sáng mai mình đến xem ASEAN 2019. Ok, bác Trần Đức Thằng nhá. Đấy, bác Trần Đức Thằng này cũng như bác nào đang quan tâm mẫu xe nào nhá, thì đến xem này hay liên hệ trước cho em Tùng. Đấy, em Tùng cho ô tô đồ Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Hai số này để cho mình rồi, 0343540999 và 0347701777 nhá, để em sẽ gửi cái vị trí chính xác nhất, hoặc là có thể đón trực tiếp anh chị quý vị mình khi đến Hải Dương nhá. Các bác rất là nhiều này. Tiếp tục di chuyển báo giá là xin ơi. Đấy, tiếp tục khoan để chia sẻ cho Tùng đi. Đấy, những lượt chia sẻ, lượt comment liền động viên, máy móc vẫn còn zin chứ anh, còn zin nhá. Đấy, còn zin đẹp đẹp luôn anh Nam Linh ơi. 235 triệu đồng nhá. Đấy, còn mất còn thương lượng. Riêng cái tầm i10 hơn 200 bên em rất là nhiều luôn nhá. Bán đủ với mình. Hyundai ASEAN 2019 nhá. Tên tư nhân 98 Bắc Giang này, nhà mình cùng tham khảo với em đi ạ. Đấy, xe đầu phân khúc hạng B, la xăng sắt zin bản theo xe này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này, xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện. Trước này em Tùng đang báo giá mình cùng tham khảo là 395 nhá, 395 triệu đồng. Đấy, xe thì mới đi được có 6 vạn chuẩn thôi, không tua. Đấy, 395 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đồ Hải Dương. Đấy, màn hình thì OLED cỡ lớn rồi, cam đồi cam hành trình đầy đủ nhá.
Về là chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Ok, mai đến chốt luôn. Vâng, ok bác Nguyễn Viết Tùng nhá. Chào bác Quang Thanh này, chào bác Phương Nam này, chào bác Phạm Ngọc nhá, chào các bác vừa xem buổi livestream hôm nay. Đấy, các bác vừa xem buổi livestream hôm nay nhá, đừng quên cho em xin một like, một nút chia sẻ đi để lan tỏa bước sóng livestream hơn. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều nhá. Đấy, xe còn cực chất, cực đẹp, cực nhiều luôn. Đấy, gần 100 đầu xe nhá, rất là hân hạnh. Cũng rất là tin là sẽ phục vụ được mọi nhu cầu các bác nhà mình nhá. Chào bác Thu Hường ạ. Đấy, chào các bác xem buổi livestream hôm nay. Chúc đại gia đình cho ô tô đồng Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Luôn luôn vui vẻ, luôn luôn sức khỏe đấy, để có thể đồng hành cùng em Tùng trong những buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều nhá. À, tiếp tục di chuyển nào. Tiếp tục di chuyển báo giá cho mình về những đầu xe bên em có nào. Chiếc ghế để báo giá này, chiếc ghế để báo giá đúng không? Đây, tiếp tục là di chuyển. Toyota Vios nhá, Toyota Vios màu xanh 2015 đây. Đấy, em đứng, em xem chọn cái góc nào đứng nó quay ok nhất nhá. Xe rất là nhiều, đứng rất là chật luôn nhá. Đấy, chưa ngắm được cái góc nào đẹp nhất để báo giá cho mình. Đây. Nhá, Toyota Vios 2015 màu xanh đây. Đấy, bản G nhá. Bản G thì được trang bị la sáng đúc phải phanh điện chống bó cứng 5 mét này. Đèn pha bị cầu, đèn cầm phá siêu tiêu chuẩn nhá. Tên tư nhân trước này thì 17 cùi đuôi thay bình, 285 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, Vios 2015. Đây. Bác Lao Linh ơi, bác đang quan tâm dòng i10 bản đủ đúng không? Bản đủ hơn 200 nhá. Bản đủ hơn 200 thì bên em còn một chiếc này này. 214 số sàn 1.0 bản đủ nhá. 235 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng, còn ra lòng sâu cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy. Bản đủ tầm hơn 200 em rất nhiều luôn này. Còn chiếc này bản bay bản tiêu chuẩn. Các bạn cùng tham khảo em này, chỉ có 190 thôi. 190 triệu đồng. Hyundai Grand i12 14 số sàn nhá. Đấy. 1.0. Đấy, bản bay cũng rất là đẹp luôn, được lên đèn gầm rồi. La sáng đúc thì chưa được có nhưng có xi nhan trên gương nhá. 195 triệu đồng. Đấy, báo giá tham khảo thêm cho gia đình mình. Đấy. Các bạn mình nhá, đang xem buổi livestream hôm nay nhá, có những thắc mắc gì nhá, cần tư vấn này, nhấc máy lên gọi cho em với hai số này: 0343 540 999 và 0347 70 77, em tư vấn thêm nhá. Đấy nhá, bản đủ i10 nhá, bác nào quan tâm nhá. Máy số keo chỉ bao di luôn này, 238 triệu đồng nhá cho chiếc i10 bản đủ 2014 này. Đấy, máy số keo chỉ cực chất luôn, can rồi can chỉnh có sẵn rồi. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. Đâu em xem còn sót chiếc nào không nhỉ? Còn sót chiếc nào không để báo giá được mình nhá. Đây. Cái hàng đầu này thì hết rồi này. Cái hàng đầu hết rồi này, còn hàng giữa thì còn một số sản phẩm nhá. Còn một số sản phẩm để báo giá được mình. Đấy các bác mình ơi, đến buổi livestream ngày hôm nay này rất vui nhá. Rất vui được phục vụ mình mỗi tối nhá. Thì để ủng hộ em này, nhà mình hãy cho em xin nút like, nút chia sẻ đi. Không mất tiền được gì cả, không mất bạc gì cả. Mà để lan tỏa buổi livestream luôn. Cảm ơn chị quý vị rất nhiều rồi. Kia Morning 2011 1.0 số sàn nhé. Chắc là anh em đang gửi đến gia mình cửa tiền là 135 triệu đồng. Đấy, bản 2011 số sàn. Cam lùi cam hành trình này, màn hình cova này, đèn pha bi cầu nhá. Đấy, tập lái hơn 100 triệu đủ đồ chơi rồi với gia đình mình. Đấy, vâng thì vừa rồi nhá. Em Tùng đã báo giá hết một vòng trọ ô tô đúng Hải Dương. Mong các bác nhà mình, các anh chị và quý các bác nhà mình đã có nhìn tổng quan nhất nhá về đầu sản phẩm bên em đang chạy bán này. Đấy, và em là Trinh Tùng nhá, người chịu trách nhiệm tất cả về sản phẩm cũng như là giá cả tại chợ ô tô đồng Hải Dương. Có những gì cần thắc mắc này, nhà mình cứ gọi cho em Tùng vào hai số hotline 0343 540 999 và 0347 70 77 để em tư vấn và làm giá một cách sát nhất nhá về những đầu sản phẩm bên đang có này. Đấy, sản phẩm hơn 100 đầu luôn, hơn 100 đầu. Đấy, video hình ảnh chi tiết có sẵn rồi, chỉ cần liên hệ qua hai số hotline này để em gửi cho mình những video nhá, những hình ảnh một cách chi tiết nhất cho bác tham khảo với những đầu xem đang có. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác mình trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo hoặc là những buổi livestream như thế này. Đấy, xin chào đời mình nhá. Hẹn gặp lại sau đời mình vào buổi livestream ngày mai 8:30 phút. Cảm ơn các bác rất là nhiều.